được cả. Chị Trang chị bé xí nữa nha. Ok. Mày qua chị Loan mới phim. Anh thấy mày đen hả? Đấy, mày bên em. Nhẹ nhàng em ơi. Ủa nó mưa á? Đó. Nè. Lấy màu tím lên đi. Màu tím lên đi. Hai kem trắng, hai kem đen. Tính ở là tặng bao nhiêu cho chị cái đó. 6 năm à, thao lái thôi rồi. Bé mua rất 500 ngàn. Nó biết. Ngày 15 về lấy.
cố gắng nha, xí thôi. Dưới này hơi đau bê kháng nha. Ok rồi, đang đi đe xí nữa. Bao bột, bao to à? Cái bao to à? Chị đi hàng chỗ này, chị đó này. Không không, chị hôm nay chỗ này chị đang đây. Ý là bữa nay á, bỏ vô cái bao chi, không cần phải cái bao đó đâu. Để mà cột mình dùng nhanh hết lắm. Quá là bé. Rồi đi chơi ngoài là mày người chơi bài chị đoán. Ngoài là mày người chơi bài mà chị mất nhiều rồi. 7 người, 8 người vậy đó. Thì cái chừng mua người chơi hết nước đó. Đi mua người chơi. Hả? Thì chơi không? Chị chơi, anh bay chơi bình thường. Hai người chơi riêng. Chị không ăn ít. Nhưng mà anh bay ăn nhiều. Chị làm mặt nhiều nhất. Chị làm mặt á? Nam mà không. Mà chị đó. Bạn nam. Bạn nam. Ừ, bạn nam 5 triệu. Trời lớn quá. Chị vô chơi ra màu lắm. Chị bé sẽ thì ta gọi chơi là có đường dân nữa. Mà càng thua là càng càng buồn lại mà. Ừ. Mà càng mà cái đã đen rồi là thua. Chơi dân mô là ừ. Mà chị tưởng mô là chơi rồi cũng trả lại ít. Hay là không. Nếu chơi trong nhóm mình này như đó thì chứ mình đâu phải chơi ngoài đâu. Cái chơi này không kia rồi. Không Phương không dữ. Mình ăn nhiều quá thì mình đưa lại ít cho vui.
Ví dụ thà ăn chị thì cũng bình thường đi, thà chị thua ăn má cũng bình thường đi. Mà cái người họ làm ra nó khó khăn á, cái tạo họ. Chị là gì hay nghĩ như thế? Nó hồi nằm đỡ trên mặt đi nhiều nhỉ? Tì mô chịm khoảng rồi mượn á. Chịm khoảng mấy lần luôn mà. Chơi mà cho anh đặt cửa đèn 500 nên chẳng mày chọc mà. Với lại hắn đen chung hết chứ. Bị đen. Đã vô chơi rồi là hắn đen rồi lắm. Đen là không bao giờ mà thắng nổi luôn. Mà đứa mà vô bắt đầu ăn. Chơi lúc đầu ăn, lúc sau là đưa đi. Đừng đưa tay vô. Chuyện đó có chạy. Chỗ cái này không nặng luôn à. Không, chỗ này thôi. Đi thôi. Ráng cục này nè. Con thì đâu nó. Xong rồi bé. Alo. Dạ alo. À chị nghe em ơi. Ê
Ý chị 6 giờ chị còn làm việc không chị? Còn em. Dạ dạ, em cảm ơn, em tới nhà em ghé. Ok. Dạ.
sao chị đi chơi hả? Chị đi với mấy đứa gái. Đi mà. Đi đường A mà đi chơi. Đứng rủ đi. Chứ là đi vô đó coi chụp hình đồ đó. Tại bị miếng bị từng miếng kìa gì và đang rung à? Em có thấy không? Hết can dạ. Không hiểu vì răng này tay không kiếm hả? Tay mua cũng rung hết nhưng mà tay đi thiện đỡ hơn, chỉ chắc là do người chỉ kiểu như chắc đi xe đi đồ nhiều quá người cũng giống bị đói á. Chị đói là chị hay bị đi lắm, với lại uống cà phê nhiều, chắc mai chị muốn uống thử coi. Chắc do uống cà phê á. Chị bữa nay uống hả? Ừ. Do uống cà phê đó. Chắc do lâu không uống lại bị rồi. Em uống chứ uống nó bị lên. Ừ. Không mai chị muốn. Giọng chị lắm, uống cà phê là sáng. Chắc uống lắm. Cà phê lần nó ghê lắm. Mạnh ghê lắm. Mấy người mà họ uống vô là họ mày cả ngày luôn mà. Anh dùng thử. Thỉnh thoảng uống cho vui thì cho nó say nhiều khi nó bộ. Đó khi đi trong nhậu đi nhậu á, rồi bạn bè uống cà phê cũng buồn sáng. Khỏi nhậu luôn, say luôn. Say cà phê trong say. Vui. Em thương vậy là thương à? Thương vui mà. Thương đậu mà. Nó học xong chưa? Chị mở thêm hai cái nail nữa cho vui. Kệ. Làm đủ thứ. Cái này mình liên quan chặt nè. Mà làm nail mới lâu. Ok, làm cho vui vui. Làm cho có. Thường nó đâm buồn rồi. Thế này xong rồi. Ưng thì mở thêm chứ. Thầy đâm buồn nó vẫn khỏe hết mấy cái. Chị thấy làm chim bằng là một. Tâm muốn là đờ mui là đờ cho thay học đó. Còn về tim thì nó trách nhiệm cao. Chứ làm mà cái cây thuốc sớm đô lại hướng sau này. Dùng tóc như này sớm. Dùng tóc là thầu chứ. Tóc ảnh hưởng ghê hơn. Nhỏ xíu.
trái có gì ăn mỗi cái gì.